Thưa các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn phần mềm KineMaster. KineMaster là chìa khóa để Tôn Ngộ Không dùng mọi phép thuật biến hóa tàng hình. Rồi ok, trước khi vào KineMaster thực hành, trước mắt là chúng ta xem mẫu nha các bạn. Rồi ok, đầu tiên mình muốn bay lên trời là mình phải chuẩn bị các bước như sau. Đầu tiên là mình quay video như thế này. Xong mình tạo nền chân cho video. Video tạo nền chân, các bạn xem video trước nha các bạn. Rồi tiếp đến mình muốn trên bầu trời thấy có trực thăng thì mình cũng tải về một cái nền chân trực thăng. Nhưng vì trực thăng này không có tiếng thì bây giờ mình phải tải về một cái trực thăng rồi để lấy tiếng chèn vào. Rồi chuẩn bị tiếp theo là một vài hình ảnh để tạo phong cảnh cho bầu trời. Và những bức hình này các bạn nhớ tắt nền cho nó nha. Các bạn vào cửa hàng Play tải phần mềm này về để tắt nền nha các bạn. Ok, các bước đã xong, chúng ta bắt đầu. Việc đầu tiên là chúng ta vào KineMaster. Rồi bấm vào vô cổng, rồi chọn 16:9, vào phương tiện, chọn video đám máy bay, rồi tích vào ok. Mình muốn dài hoặc ngắn thì mình sao đúp lên, sao đúp video đậm mây lên. Rồi ok, mình vào phương tiện, mình chọn thêm một bức hình để mình tạo lúc khởi đầu. Rồi bấm theo mũi tên nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đưa hai ngón tay kéo to màn hình. Kế tiếp là vào lớp, vào phương tiện. Rồi chúng ta chọn video nền sân bay. Xong mình đưa ngón tay kéo để điều chỉnh to hoặc nhỏ. Phím chroma. Rồi bật màu đỏ lên. Rồi chúng ta đã xóa nền sân. Video bay, mình cắt một đoạn phía trước để tàu bắt đầu bay. Để làm như vậy các bạn bây giờ cứ bấm theo mũi tên nhé các bạn. Rồi đã cắt xong. Các bạn bấm vào phía dưới. Rồi các bạn dùng ngón tay xoay chỉnh bức hình. Hình người bay theo ý hướng của mình bay lên. Rồi tiếp tục bấm chìa khóa phía bên tay trái. Mình dùng ngón tay mình đẩy người bay lên. Ở phía dưới mình cũng dùng ngón tay mình kéo theo. Xong mình tích V đồng ý ở phía trên. Rồi mình chạy thử một đoạn nha các bạn. Rồi bây giờ đã có bầu trời và máy bay. Bây giờ mình tạo quang cảnh cây cối rừng núi nha các bạn. Rồi bây giờ vào lớp, vào phương tiện. Bây giờ mình chọn những cái hình, bức hình cảnh mà mình đã tách nền. Rồi các bạn cứ làm bấm theo mũi tên nha các bạn. Bấm phía dưới xong mình đưa ngón tay, mình đẩy cái hình người bay lên cao cao. Rồi các bạn cứ bấm theo mũi tên để chọn hình cảnh.
Các bạn nhớ chuẩn bị một số hình ảnh test nền nhé các bạn. Chúng ta bấm vào cái chìa khóa. Rồi chúng ta đưa ngón tay, chúng ta kéo về phía đầu, rồi chúng ta đưa dần về phía sau. Rồi một ngón tay mình đưa ở dưới, mình cũng đẩy theo. Đẩy trên rồi đẩy dưới, đẩy trên rồi đẩy dưới nha các bạn. Để khi bay là thì cây cối nó cũng chạy nha các bạn. Động tác này cũng như mấy động tác trước, bây giờ các bạn bấm theo mũi tên nha các bạn. Ok, mình làm các phong cảnh đã xong. Bây giờ mình tạo thêm một chiếc máy bay nền sân. Rồi bấm vào ok, bấm phía dưới. Rồi phim chroma. Rồi bấm lên màu đỏ. Rồi tiếp về. Mình đã xóa nền sân xong. Rồi mình bấm ở phía dưới. Rồi xong mình dùng ngón tay, mình xê dịch máy bay theo ý hướng của mình. Có hai mũi tên ở góc. Mình kéo quay quanh hoặc là to nhỏ. Rồi kế tiếp là mình bấm vào chìa khóa, xong mình đưa ngón tay, mình kéo máy bay bay, xong ở dưới mình cũng kéo ở phía dưới đi theo, kéo trên rồi kéo dưới, kéo trên rồi kéo dưới nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình chạy thử nha các bạn. Chạy thử đã xong, bây giờ các bạn bấm theo mũi tên nhé. Rồi kế đến là mình tạo tiếng cho máy bay. Mình chọn một VO máy bay trực thăng. Rồi chọn xong mình đưa ngón tay, mình kéo lấp VO. Chỉ lấy tiếng trực thăng thôi. Chạy thử nhé các bạn. Rồi ok, mình vào lớp. Vào phương tiện xong mình chọn thêm một bức tranh để mình hạ cánh bay xuống nha các bạn. Ở đây cũng bấm theo mũi tên như ở phía trước nha các bạn. Ok, bấm chạy thử. Chạy thử xong là mình thêm tiếng nhạc nha các bạn. Rồi chúng ta bấm vào là âm thanh. Rồi bắt đầu chọn nhé các bạn. Các bạn bấm theo mũi tên. Rồi đã thêm nhạc, bây giờ chúng ta thử nhé. Ok, đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.